Xin chào các bạn, Tiến Dũng, chuyên gia xây nhà của bạn đây. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách thi công bê tông khối lớn, một kỹ thuật đòi sự tỉ mỉ và chuẩn xác. Để đảm bảo sự an toàn và độ bền cho các công trình lớn, thi công bê tông khối lớn thường được sử dụng cho các công trình có kết cấu quan trọng mà chúng ta gọi là bê tông khối lớn khi kích thước cạnh nhỏ nhất không dưới 2,5m và chiều dày lớn hơn 0,8m. Một vấn đề lớn cần quan tâm là sự phát sinh ứng suất nhiệt do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong khối bê tông trong quá trình đóng rắn. Các biện pháp hạn chế ứng suất nhiệt. Để hạn chế ứng suất nhiệt và đảm bảo chất lượng bê tông, chúng ta có thể áp dụng những biện pháp sau đây. Sử dụng phụ gia hóa dẻo để giảm lượng xi măng, từ đó giảm thiểu nhiệt tỏa ra trong quá trình đông kết. Dùng xi măng ít tỏa nhiệt. Đây là loại xi măng đặc biệt giúp giảm sự gia tăng nhiệt độ trong bê tông. Sử dụng phụ gia chậm đông kết giúp kéo dài thời gian đóng rắn, làm giảm tốc độ tỏa nhiệt. Làm lạnh cốt liệu và trộn bê tông bằng nước có nhiệt độ thấp để giảm bớt nhiệt độ của hỗn hợp bê tông ngay từ đầu. Đặt các ống dẫn nhiệt từ bên trong khối bê tông ra bên ngoài và sử dụng nước lạnh để hạ nhiệt. Sử dụng đá hộc trong quá trình đổ bê tông để giúp làm giảm nhiệt độ. Che phủ khối bê tông bằng vật liệu cách nhiệt để giữ cho nhiệt độ trong khối bê tông đồng đều. Chia khối đổ hợp lý. Việc chia nhỏ các khối đổ cũng là một phương pháp giúp hạn chế sự tích tụ nhiệt bên trong bê tông. Những biện pháp trên sẽ giúp chúng ta kiểm soát và giảm thiểu ứng suất nhiệt trong thi công bê tông khối lớn. Hãy nhớ rằng việc thi công đúng kỹ thuật sẽ giúp công trình của bạn an toàn và bền vững hơn rất nhiều. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc tư vấn, đừng ngần ngại liên hệ với tôi qua số điện thoại 0834 492 695. Tiến Dũng, chuyên gia xây nhà của bạn, luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.